Một cuộc đối thoại phóng sinh hay phóng tử. Một thanh niên nhìn thấy bà cụ già đang thả cá phóng sinh. Chàng chú ý quan sát rồi đến gần bà cụ thắc mắc thưa hỏi. Chàng thanh niên thưa cụ: "Cụ hãy xem kìa, số cá vừa thả ra đã chết đi rất nhiều, thi thể nổi lên mặt nước. Phóng sinh như vậy chắc hẳn phải gọi là phóng tử. Như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?" Bà cụ: "Này cậu thanh niên, cậu hãy nhìn lại cho thật kỹ, lẽ nào không thấy được sao? Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui mừng tung tăng bơi lội đó. Trong quá trình phóng sinh giải cứu vật mạng, khó lòng tránh khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này không thể tránh được. Cũng như trong chiến tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị dây, trong quá trình giải cứu cũng khó tránh khỏi có một vài người không may tử vong. Tuy nhiên cũng không phải vì thiểu số bị tử vong mà bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đang lâm nguy, trong quá trình cấp cứu cũng khó tránh khỏi một số bệnh nhân không may tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa." Chàng thanh niên thưa cụ: "Lời cụ thật có đạo lý. Nếu chúng ta không làm việc phóng sinh thì tất cả những con cá kia chỉ duy nhất có một con đường chết mà thôi. Toàn bộ đều sẽ bị bán đi, bị giết chết, bị ăn thịt. Nhờ có chúng ta làm việc phóng sinh nên ít nhất những con cá kia vẫn còn một tia hy vọng, một cơ hội sống sót. Tối thiểu cũng có một phần cá được lấy lại tự do, được cơ hội sống còn. Còn những con cá không may chết đi thì ít nhất cũng tránh được cực hình, cắt xẻo, lửa đốt, nước sôi. Không có người phóng sinh thì những con vật bị bắt chỉ có duy nhất một con đường chết, vả lại còn phải chết một cách vô cùng thê thảm. Nhờ có người phóng sinh, ít nhất cũng có thể cho những con vật tội nghiệp kia một cơ hội sống sót. Vạn nhất chẳng may chết đi thì cũng được chết trong lòng tự nhiên, chết được toàn thây, giảm được sự đau khổ rất nhiều." Bà cụ: "Cậu thanh niên này xem ra cậu rất có can lành. Vừa nói qua thì cậu đã hiểu được ngay. Kỳ thật còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh là quy y Tam Bảo và niệm Phật. Chúng ta được biết quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sinh. Trong Pháp hội phóng sinh, dưới sự chủ trì của Pháp Sư, những súc sinh trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này sẽ được quy y Tam Bảo. Nhờ đó mà trải qua đời này, nghiệp báo súc sinh dứt hết thì có thể nhờ công đức quy y Tam Bảo mà thoát được ba đường ác. Lại có Pháp Sư và nhiều cư sĩ thiện tâm cùng chí thành vì súc sinh tụng niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ đó mà gieo vào tạng thức của súc sinh một hạt giống lành tròn đầy. Trong tương lai, hạt giống niệm Phật ấy sẽ đâm chồi thành thục, giúp súc sinh được sinh làm người, biết niệm Phật tu hành, vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chứng đắc quả Phật. Đây mới là ý nghĩa tích cực nhất trong việc phóng sinh." Chàng thanh niên thưa cụ: "Vô cùng cảm ơn những lời giải thích của cụ. Con hôm nay cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh của việc phóng sinh. Kỳ thật, chết chỉ là một hình thức. Những con cá bị chết quả nhiên đáng thương, nhưng ngày nay đã được quy y Tam Bảo, lại được nghe câu thánh hiệu bất khả tư nghị Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ mạng của súc sinh sớm được kết thúc, sớm được giải thoát, sớm được siêu sinh, sau này sớm biết niệm Phật tu hành, vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xét như vậy thì những con cá bị chết kia cũng là có phước báo. Con trước đây cứ mãi phê phán việc vật mạng phóng sinh bị chết, nay mới biết được chính mình là ngu si biết chừng nào." Bà cụ: "Cậu thanh niên này, tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi đều là khổ, gồm cả chúng ta trong đó. Chúng ta phóng sinh đương nhiên
phải hy vọng toàn bộ súc sinh đều được sống, hết lòng hết dạ làm cho chúng được sống còn. Nhưng nếu vẫn không may có một số chết đi, chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện cho chúng sớm được giải thoát, được chuyển sinh, sớm biết niệm Phật, được vãng sinh về thế giới cực lạc. Chúng ta tự mình cũng chán lìa cõi ta bà, cầu sinh cực lạc, hy vọng chính mình cũng sớm dứt nghiệp báo, được vãng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc. Chàng thanh niên, thưa cụ, đúng vậy, kỳ thật cái chết cũng chẳng phải là thực sự bất hạnh. Có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như Thái Sơn. Sau khi chết được siêu sinh, được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân chánh, mới là nơi quy trú tốt nhất của tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi. Từ nay trở đi, con nhất định cố gắng phóng sinh, lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng sinh. Càng phải nói với mọi người rằng, ngày nay con được hiểu rõ giá trị và ý nghĩa chân chánh của việc phóng sinh. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Bà cụ, cậu thanh niên này, cậu nhất định phải ghi nhớ, phóng sinh tức là cho súc sinh một cơ hội sống, một sự tự do, lại có được một cơ hội quy y Tam Bảo, một cơ hội được nghe niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì những sự hủy bán cản trở mà khiến cho vô số súc sinh đang thọ khổ nạn kia phải mất đi cơ hội sinh tồn. Chàng thanh niên, thưa cụ, đúng vậy, phóng sinh cũng là dành cho chính chúng ta một cơ hội cứu thân chuộc mạng, đền trả nợ giết hại, một cơ hội rộng chứa phước điền, tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất định không thể vì bất cứ sự cười chê, nghị luận, phê phán nào mà thối tâm nhục chí, bỏ lỡ đi cơ hội quý báu nhất để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật.